Ngoại hình thì em thích một người bạn trai cao khoảng 1m73 trở lên. Bạn trai cao nhiêu vậy? Dạ 1m57 chị ạ. Mấy? 1m57. Rồi thì em thích người có chân mày mà nó nằm gọn á chị. Chân mày nó ngang mà nằm gọn á. Mình tên là Đỗ Phước, năm nay 27 tuổi. Mình sinh ra ở Lâm Đồng. Giờ em đang làm gì ở đâu? Dạ hiện tại thì em đang làm kỹ sư xây dựng ở một công ty ở Biên Hòa. Rồi, mời em gái giới thiệu. Em tên là Phạm Thị Lý, hôm nay em 25 tuổi. Em sinh ra ở Đồng Nai và hiện tại em đang là nhân viên kỹ thuật của một công ty may ở Biên Hòa. Là cùng quê ha. Yeah. Hôm nay bạn đến đây tìm một nửa yêu thương của mình. Chúng ta phải trải lòng mình cho bạn kia hiểu luôn nha. Dạ. Yeah. Bạn có bao nhiêu mối tình rồi? Em có một mối tình cách đây khoảng khoảng 3-4 năm thì em chia tay. Mối tình nó kéo dài khoảng cỡ chừng 4 năm. Trời ơi, 4 năm sao chia tay vậy cưng? Lúc đó thì hai đứa cũng tuổi còn nhỏ nữa, giống như hai đứa trẻ con yêu nhau vậy chị. Thì có những cái bất đồng về tính cách. Lâu dài nó thành mâu thuẫn, hai đứa cuối cùng nói lời chia tay. Mời bạn gái, mình tình trường như thế nào em? Dạ, em thì mới chỉ quen có một mối tình đó chị. Kéo dài 1 năm và kết thúc cũng gần được 2 năm rồi. Lý do chia tay là nói chung là trong cái cuộc tình thì cũng có những cái mâu thuẫn, hiểu lầm giận dỗi này kia, nhưng mà em vẫn chấp nhận được cho đến khi là em biết được người đó là trong thời gian quen em vẫn là hẹn hò với một người khác, thì em không có chấp nhận được điều đó nên là em chia tay. Mình muốn tìm một người bạn trai như thế nào nè? Ngoại hình thì em thích một người bạn trai cao khoảng 1m73 trở lên. Tại vì tại vì em cao 1m67 rồi chị. Em mà mang giày lên nữa thì nó... Bạn trai cao nhiêu vậy? Dạ 1m57 chị ạ. Mấy? 1m57. Cỡ cây tre đó. Có gì 1m57? 1m75 á chị, đó nó ngược. Dám chơi chữ với tôi ha, hồi tôi qua bao cao? Lát chị qua kiểm tra giùm em nha. Kiểm tra giùm em. Rồi thì em thích người có chân mày mà nó nằm gọn á chị. Chân mày nó ngang mà nằm gọn á. Những người đó là nói thằng ông nghe. Thì lông mày phải rậm rạp chứ. Không, ý em là nó vẫn rậm rạp nhưng mà nó ngang bằng chứ không có xòe cái đuôi ra. Lông mày có xòe cái đuôi ra nữa hả? Lông mày phải gọn, quân mặt sáng và hiền lành phúc hậu. Bạn trai bên kia muốn tìm người bạn gái như thế nào nè? Về ngoại hình thì một bạn nữ cao khoảng 1m50 đến 1m65 thôi. Tóc dài, không mập và da thì tương đối trắng. Còn về tính cách thì hòa đồng, yêu thương trẻ con. Để anh qua anh gặp mình bạn gái bên kia nha. Đàn gái coi sao anh qua anh tính tiếp. Cao 1m67. Ồ, chào bạn gái, cao. Dạ. Chúc mừng năm mới. Dạ, chúc mừng năm mới anh. Đây, lì xì em. Đây hơn. Dạ, cảm ơn anh rất là nhiều ạ. Chúc anh năm mới là gia đình hạnh phúc nè, vạn sự an khang thịnh vượng. Rồi. Cảm ơn anh rất là nhiều. Chúc em và gia đình sức khỏe nha. Dạ. Em không thích đàn ông ở điểm nào? Em không thích con trai gia trưởng nè. Vô tâm nè, hay than phiền. Con trai thì phải có chí lớn. Dạ vậy thôi. Cái đó hút anh đáp ứng được em ơi, yên tâm đi. Hút thuốc nữa. Bên kia không hút thuốc luôn. Dạ. Khỏe rồi. Dạ. Nếu như làm dâu em làm dâu được không? Nói chung theo cái quan điểm của em á, thì làm dâu cũng không có vấn đề gì lớn hết. Nhưng mà nếu mà được thì em vẫn thích là có một cuộc sống riêng tự do hơn. Dạ. Rồi, được rồi. Anh bên kia về chiều cao này kia với hợp, rất hợp em đó. Dạ. Hai người thấy cũng hợp lý đó. Để tôi coi, không đòi hỏi gì nữa hết đúng không? Dạ, hỏi thử coi có phải làm dâu không chị? Là sợ làm dâu đúng không? Không phải sợ nhưng mà em cũng muốn biết trước. Ồ, chào chị. Cao 1m57 đồ ha. Để tết đừng có lừa cằn nhằn ta. Lì xì lấy hơn đi nè. Tặng em Cát Tường như ý, chúc em năm mới nè, nhiều sức khỏe nè, mọi sự bình an. Dạ, đó, cái chính là mọi sự bình an. Dạ rồi, em cảm ơn chị. Rồi, cảm ơn em. Và với lại nhờ chị thuyết phục bạn gái bên kia giùm em. Bao thơ lì xì là một chuyện, còn cái chuyện thuyết phục thì để chị phải hỏi em một chút xíu đã, ngồi xuống. Dạ rồi. Bạn gái nhờ hỏi trước là có làm dâu hay không. Em xin giới thiệu chị là em là con út trong nhà. Thì hiện nay em đang sống với ai? Em sống với ba mẹ. Trong nhà út. Mình đông anh chị em không? Nhà em có 9 anh chị em cơ. Em là con út mà giờ còn mình em chưa lập gia đình thôi. Thì bây giờ gặp cái trường hợp là toàn dân dục cưới rồi chị ạ. Về ba mẹ cũng hối em lấy vợ nữa. Còn nếu mà muốn ra ở riêng thì đảm bảo là có khả năng để ra ở riêng. Vẫn có khả năng ra ở riêng đúng không? Rồi vậy là tốt. Em có cái yêu cầu gì bên nhà gái không? Em muốn tìm một người phụ nữ truyền thống ấy chị. Nên những bên bạn gái mà ăn chơi đua đòi quá thì em cũng thích.
giả sử có đi đâu chơi thì có thể dẫn em theo hoặc là hỏi ý kiến em trước, với lại một người tôn trọng ý kiến của đối phương. Thế em đi em có hỏi người ta trước không? Tất nhiên có, em yêu cầu người ta tôn trọng mình thì trước hết tiên em phải tôn trọng người ta đã. Rồi, gì nữa? Có nhiều bạn nữ hay cắn lắm. À, không thích cắn. Đúng rồi, đúng rồi. Không thích cắn mà nhéo được không? Được chứ, nhẹ thôi nha chị. À, vậy là anh sợ đau, nói chung là anh sợ đau. Đúng rồi. Hỏi gì nữa không? Thôi vậy thôi chị. Chắc chưa? Chắc rồi chị. Để lát cho em tự tìm hiểu đi. Bây giờ á là kéo màn lên thi tiếng hát truyền hình ha. Kéo màn lên là hát liền nha. Dạ rồi. Rồi biểu diễn luôn cho bạn gái bên kia tạo ấn tượng luôn. Vừa tặng hoa vừa hát luôn nha. Bắt đầu kéo màn. Mừng Tết đến và lộc đến nhà nhà, cây mai vàng cành đào hồng thắm tươi. Chúc cụ già được sống lâu sống thọ, cùng con cháu sang năm lại đón Tết sang. Và kính chúc người người sẽ gầm lành, Tết sau được nhiều lộc hơn Tết nay. Tết đến đoàn tụ cùng ở bên bếp hồng, và nồi bánh trưng xanh chào xuân đang sang. À, đây là bức thư pháp mà em tự viết. À, anh xin giới thiệu với em, ba anh là họa sĩ. À, ba anh cũng rất hay là viết thư pháp. Và nếu mà có gì thì em cứ về ba anh chỉ giáo thêm. Anh nhìn em có vẻ con quen. Không biết em có gặp ở đâu, vô tình gặp ở trên đường hay sao á. Hỏi coi cô ấy học ở đâu. Ừ, thì anh ở Biên Hòa, còn em ở đâu? Dạ em cũng ở Biên Hòa luôn, anh ở phường nào? Anh ở Phước Tân. Tân hả? Em ở An Bình. An Bình hả? Anh đang, cái công trình anh đang làm cũng ở An Bình hả? Có gặp ngay An Bình rồi. Em biết ngay qua công trình, anh nhìn thấy em, anh nhớ không? Em học ở trường nào? Dạ em học trường cao đẳng Sona De Di. Ở Biên Hòa 2. Ừ, cùng trường của anh rồi. Trời ơi. Anh học khóa mấy ngành gì vậy? Anh K7. K7 em K8. Đó. Vậy là anh học xây dựng luôn. Ừ, anh học xây dựng. Ồ vậy bất hai người chung trường luôn. Học chung trường. Vậy mà không gặp nhau, nay gặp nhau đây. Có thể là đã gặp nhau rồi nhưng mà rồi. Không có ấn tượng sâu. Hẹn hò sao hai đứa? Có thể nếu mà ở An Bình á thì mình có thể gặp nhau nhiều á. Tại vì cái công trình anh làm thì ngay ở trường tiểu học An Bình ấy. Dạ. Rồi kế hoạch chúng ta sẽ bao giờ tiến tới hôn nhân nếu chúng ta đồng ý hẹn hò với nhau? Nếu mà hợp mà thì anh nghĩ là cuối năm sau mình có thể tiến tới hôn nhân. Đó là nếu thực sự hợp. Ừ, em cũng nghĩ nếu mà hợp nhau thì cũng khoảng tầm 1 đến 2 năm. Ừ, đúng rồi, anh cũng nghĩ vậy. Rồi bây giờ mình còn 30 giây nữa. Mọi người sẽ nói về những suy nghĩ của mình cho đối phương được biết. Em từng nghe mọi người ta nói rằng á là hãy xem cuộc sống này như những cái món quà mà chưa được mở. Thì em hy vọng hôm nay anh là sẽ một món quà ý nghĩa mà chương trình dành tặng cho em. Chứ kìa anh cứ nghĩ anh ấy đó là một cái sự tra tấn gì của Thượng Đế. Nhưng mà thực ra thì anh ấy là để bữa nay gặp em. Hay lắm. Chúng ta đã có ít phút để trò chuyện với nhau. Mặc dù thời gian không nhiều nhưng mà chắc chắn cũng đủ để chúng ta cảm nhận được đối phương có phải là một nửa mình đang tìm kiếm hay không. Suy nghĩ thật kỹ, bấm nút là hẹn hò, tìm hiểu để tiến tới hôn nhân. 1, 2, 3. Hết thời gian. Mời hai bạn. Hai bạn nắm tay nhau nào. Và bây giờ là thủ tục của chương trình. Trên Smith được hôn em nhé. À, chúc các bạn hạnh phúc. Nắm tay nhau thật chặt. Đừng buông tay ra và đi tìm hiểu nhau.